Minh Đức Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đức Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Sửu tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh tích lịch hỏa, ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tích lịch hỏa, kỷ tuổi quý mùi ất mùi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh mùi, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên thành tốt mọi việc, sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc, sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao cô thần xấu đối với cưới hỏi, sao tội chỉ xấu về tế tự tổ tụng. Và đặc biệt ngày 31 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 13 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày tam nương sát xấu, kỵ về khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tý được lục hợp nâng đỡ trong ngày thứ tư này, đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng giữa đôi bên, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Vợ chồng sau những biến cố khó khăn thì cũng có được khoảng thời gian sóng yên bể lặng mà bình tâm hâm nóng lại tình cảm hôn nhân. Trong quá trình chung sống, những khúc mắc gây ra rạn nứt là không tránh khỏi, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, miễn là tình yêu còn đó. Tuy nhiên, thiên quan giáng họa kéo theo thị phi ập tới nhắc nhở những chú chuột cần phải cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Những lời đồn đại có thể khiến cho bạn tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến uy tín cũng như đường công danh của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, đường tình duyên thuận lợi khi hóa giải được mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, đôi lứa tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, vợ chồng hâm nóng lại tình cảm hôn nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, cần phải cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, những lời đồn đại có thể gây tiền mất tật mang. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 07, số 12, số 83. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe,
vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, được thực thần soi bóng cho người tuổi Sửu, dẫn đường cho tài lộc theo chân đổ về nhà. Hôm nay là một ngày rực rỡ với con giáp này. Các thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Cũng nhờ thời gian qua bận rộn làm ăn, nên bản mệnh đã kiếm được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều. Tuy nhiên ngày thổ khí đương vượng, sức khỏe của người tuổi Sửu không được tốt cho lắm. Bản mệnh ăn uống kém ngon miệng, cảm thấy mệt mỏi trong người do thời tiết nóng nực. Có thể bạn còn mắc bệnh dạ dày nữa, hãy cẩn trọng nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình rực rỡ, đón tài lộc về nhà. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đón những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, kiếm được những khoản thu khổng lồ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, may mắn khi tìm được đối tác tin cậy. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, sức khỏe giảm sút, ăn uống kém ngon miệng. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 70, số 20, số 16. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Người tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này được chính ấn nâng đỡ, nên có thể trong ngày này bản mệnh sẽ được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách nữa trong công việc. Bạn là người có lòng yêu nghề và sẵn sàng cống hiến, chính vì thế mà được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm rất nhiều. Tuy nhiên, dường như những chú hổ đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình mà không để tâm đến tình cảm cá nhân. Ngày ngũ hành xung khắc, các bạn độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình, bởi thời gian hàng ngày gần như đều dành để mê mải cùng những dự án chẳng bao giờ chấm dứt. Mối quan hệ giữa các cặp đôi cũng không được suôn sẻ. Vợ chồng bất đồng ý kiến, chẳng thể tìm được tiếng nói chung, những cuộc tranh cãi diễn ra không ngừng. Ai cũng muốn chứng minh mình là người đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của đối phương. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, được trao cho thêm nhiều trọng trách trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm nhờ tinh thần cống hiến. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên dành thêm thời gian cho tình cảm cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, người độc thân vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, mối quan hệ giữa các cặp đôi không được suôn sẻ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 19, số 10, số 96. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, được thiên ấn trợ vận, những người tuổi Mão làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính của mình. Sự nhạy bén và tinh tế của con giáp này trong cách xử lý các tình huống khiến cho bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời cảm thán. Nhưng không phải lúc nào bản mệnh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa đám đông như thế. Vẫn có những lúc bạn tự cảm thấy hoài nghi và sống khép mình trong cô độc. Hãy tận hưởng những thành quả mà chính bản thân bạn đã tạo ra mà không cần e dè điều gì nhé. Thật tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng như ý muốn do chịu ảnh hưởng không nhỏ của cục diện ngũ hành mộc thổ xung khắc. Những xung đột liên tục nảy sinh khiến tình hình ngày một căng thẳng hơn. Hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút,
hòa bình sẽ sớm được lập lại thôi. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, các cặp đôi vì xung đột mà tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tận hưởng thành quả mà mình tạo ra. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tự tin thể hiện cá tính của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 90, số 16, số 85. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh, đen. Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày mới chịu tác động từ cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại, người tuổi Thìn dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bất đồng trong cách giải quyết vấn đề, đôi bên đều cố chấp không chịu nhún nhường. Cũng vì lý do này mà hung hiểm bùa vây, tiểu nhân rình rập. Lại thêm thương quan ám hại, vận trình của những chú rồng đầy rẫy những thăng trầm bất định khi mà bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì để đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách sẽ khó mà hàn gắn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh cãi trong nội bộ tập thể. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, hung hiểm bùa vây, tiểu nhân rình rập. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nên biết cách nhường nhịn để tránh mâu thuẫn xảy ra. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, có thể gây ra hậu quả đáng tiếc vì không chú tâm trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm đôi lứa có thể có dấu hiệu rạn nứt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 72, số 11, số 09. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ tư này, có tam hợp nâng đỡ, đường tình duyên của người tuổi Tỵ trơn tru suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù thời gian yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai luôn đồng hành bên nhau trong những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Người độc thân đừng vội từ chối những lời mối mai, làm quen mà người thân giới thiệu nhé. Hãy cứ thoải mái gặp gỡ, tự cho mình cơ hội để làm quen những người mới. Đâu cần phải đặt nặng kết quả cuối cùng mà tự gây căng thẳng cho bản thân và đối phương, cứ coi như kết bạn làm quen thôi. Tình cảm suôn sẻ là thế nhưng tài lộc của những chú rắn lại không được may mắn như vậy. Bị kiếp tài giáng mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này đang có chiều hướng đi xuống. Đừng dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của người khác, bạn có thể rơi vào cạm bẫy bất cứ lúc nào mà đánh mất tất cả số tiền mà mình đã cày kiếm bấy lâu nay. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, ngọt ngào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đôi lứa gắn kết khăng khít, luôn đồng hành bên nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, người độc thân đừng vội từ chối những lời mối mai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tài lộc ảm đạm, chớ dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nhẹ dạ cả tin có thể đánh mất tất cả số tiền mà mình đã cày kiếm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 14, số 94,
số 21. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp cục diện Sửu Ngọ tương hại, dự báo những rủi ro, hung hiểm mà người tuổi Ngọ có thể gặp phải trong hôm nay. Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt ngày càng nghiêm trọng trong mối quan hệ của tuổi Ngọ và người ấy. Nhiều vấn đề nảy sinh trong khi hai người chưa thực sự sẵn sàng để tiến xa hơn. Vợ chồng dễ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái. Một đứa trẻ ra đời mang theo niềm vui nhưng cũng có không ít những gánh nặng lo toan đặt lên vai cha mẹ. Hai bạn cần bình tĩnh hơn để suy xét vấn đề cũng như gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tỷ Thiên xuất hiện trong vận trình cũng thấy rằng bản mệnh dễ vướng vào những vụ việc rắc rối trốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể, hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt ngày càng nghiêm trọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Nhiều vấn đề nảy sinh đe dọa tình yêu lứa đôi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Vợ chồng dễ mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Cần bình tĩnh hơn để suy xét, để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Nên đứng ngoài cuộc trong các vụ chia bè phái trốn công sở. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 02, số 20, số 89. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Do tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gây trở ngại vận trình. Người tuổi Mùi trong ngày thứ tư này có thể sẽ phải làm việc rất vất vả, đương đầu với áp lực bủa vây nhưng hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khuyên bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh, dù sao cũng là nhiệm vụ của bạn. Ngày này bạn cũng nên giữ tỉnh táo và thận trọng khi tham gia giao thông. Lúc lưu thông trên đường, chớ nên suy nghĩ vẩn vơ mà gặp họa bất trắc. Nhớ lái xe một cách cẩn thận và đừng vi phạm các quy tắc an toàn giao thông. Bù lại, có sự xuất hiện của thực thần đã kéo lại chút may mắn cho vận trình trong ngày của những chú dê. Các thần này nâng đỡ, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Làm việc rất vất vả, đương đầu với áp lực bủa vây. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Nên cố gắng hết sức mình thay vì tỏ ra bất mãn với người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Nên giữ tỉnh táo và thận trọng khi tham gia giao thông. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 18, số 68, số 72. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Được chính tài nâng đỡ không nhỏ cho vận trình tài lộc trong ngày hôm nay của người tuổi Thân. Tài chính của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc vô cùng. Bạn đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi, hôm nay là lúc mà bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Tuy nhiên, tiền tài dù có dư giả đến đâu cũng sẽ cạn kiệt nếu không có kế hoạch quản lý hợp lý. Do đó, bạn cũng cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí. Nên có tiết kiệm để phòng khi đau ốm hay có việc bất trắc xảy ra thì hơn. Thổ sinh kim giúp những chú khỉ có mối quan hệ rất hài hòa và tốt đẹp với gia đình của mình. Giữa vợ chồng luôn có sự chia sẻ, cảm thông và chở che cho nhau nên không khí gia đình êm ấm, ngập tràn tiếng cười. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tài lộc có khởi sắc rực rỡ, tài chính dư giả. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nên có kế hoạch quản lý hợp lý khi tài chính đang lúc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, cần có khoản tiết kiệm hợp lý để phòng khi đau ốm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, không khí gia đình hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 70, số 86, số 10. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Tam hợp xuất hiện trong vận trình mang tới may mắn không nhỏ cho người tuổi Dậu trong hôm nay. Hầu hết các phương diện của bạn đang tiến triển thuận lợi và đạt được những bước tiến mới. Công việc ở thời điểm này không có điều gì đáng lo ngại, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Ngày nay những chú gà còn được thiên tài độ mệnh kiếm về những khoản lợi nhuận đáng kể từ các công việc tay trái hay đầu tư ngoài luồng. Đó là bởi bạn có sự nhạy bén với thị trường, lại biết cách chớp thời cơ nên quá trình làm giàu luôn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ngày càng đủ đầy. Ngũ hành tương sinh đưa ra những tín hiệu đáng mừng trong ngày hôm nay với chuyện tình cảm người tuổi Dậu. Đường tình duyên thắm sắc, bản mệnh gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình, dễ dàng thoát kiếp FA như đã mong mỏi từ lâu. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, vận trình hanh thông, may mắn luôn song hành. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, kiếm về những khoản lợi nhuận đáng kể từ các công việc tay trái. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, quá trình làm giàu thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ngày càng đủ đầy. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đường tình duyên thắm sắc, gặp thuận lợi khi tìm kiếm một nửa. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 86, số 54, số 05. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Theo tử vi ngày mới, cảnh báo người tuổi Tuất cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động trước sức ảnh hưởng của cục diện Sửu Tuất tương hình. Sự nhiệt tình, tự tin quá mức đôi lúc lại chính là điểm yếu chí mạng của bạn. Những trắc trở mà bạn gặp phải có thể bắt nguồn từ chính tính cách này. Ngày có thương quan giáng mệnh, những sai lầm mà bạn phạm phải có thể khiến bạn phải chịu thiệt hại không nhỏ. Hung thần này báo hiệu bạn dễ bị mất tiền, cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn trong từng đường đi nước bước. Để công việc được thuận lợi hơn, bản mệnh có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Cụ thể ngày hôm nay hướng tài thần là hướng đông, hướng hỷ thần là hướng nam. Lưu ý nên tránh hướng xấu là hướng tây để giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, suy tính kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, bình tĩnh, kiên trì và nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua thử thách này. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, họa mất tiền rình rập, cần cẩn thận trong từng hành động. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hãy dùng sự nhiệt tình và tự tin của mình đúng nơi, đúng chỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy,
đường công danh sự nghiệp gặp không ít trở ngại. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 19, số 27, số 90. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới được tam hội cục trợ mệnh mang tới tin vui về đường tình cảm cho tuổi Hợi trong ngày hôm nay. Bản mệnh được nhiều người ái mộ, đào hoa vượng phát, người độc thân sớm tìm được cho mình một nửa ưng ý, có được cuộc tình khiến bao người thèm muốn. Cát tinh này còn phù trợ, tạo cơ hội cho bản mệnh tìm thấy cơ may tài lộc bất ngờ. Nắm bắt thời cơ nhanh nhạy và không để lỡ cơ hội tỏa sáng, thể hiện tài năng của mình, bản mệnh sẽ đạt được thứ mình muốn. Nhân lúc này, bạn cần có cho mình kế hoạch tài chính rõ ràng, thu chi cân đối, đừng để niềm vui che lấp lý trí, dùng tiền bạc một cách vô lối. Chính quan cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho con giáp này tỏa sáng rực rỡ trong công việc của mình. Vẫn có những khó khăn, khúc mắc nhưng đó lại chính là lúc để bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, khoe ra những tài năng còn tiềm ẩn mà trước đó không ai biết đến, giành lấy vị trí xứng đáng cho mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, người độc thân đón tin vui về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, được nhiều người ái mộ, đào hoa vượng phát. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có nhiều cơ may tài lộc, đạt được thứ mình muốn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cần có cho mình kế hoạch tài chính rõ ràng, thu chi cân đối. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, thử thách càng giúp tỏa sáng rực rỡ trong công việc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn: số 60, số 06, số 96. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.